Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính sau đây sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hơn 1.000 tân binh Lào Cai hồ hởi lên đường nhập ngũ. Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó. Bắc Hà khẩn trương xử lý các trường hợp làm nhà ở trên đất chưa đúng mục đích sử dụng. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 20 tháng 2, dù thời tiết không thuận lợi, nhưng tại 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, ngày hội tòng quân được tổ chức đảm bảo tính trang nghiêm, gắn với yêu cầu an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch COVID-19. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, lễ giao nhận quân năm 2022 được các địa phương tổ chức ngắn gọn, trang trọng, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh. Mùa tuyển quân năm nay, toàn tỉnh Lào Cai có 1.031 chiến sĩ lên đường nhập ngũ, trong đó có 327 người viết đơn tình nguyện. Tất cả các tân binh đều đã được tiêm phòng 2 đến 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Số tân binh lên đường nhập ngũ được bàn giao về Sư đoàn 316, Quân khu 2, Trung đoàn 254, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Để nâng cao chất lượng tân binh, các địa phương đã chú trọng khâu rà soát, kiểm tra tuyển chọn tân binh có trình độ học vấn và nhận thức tốt để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác chuyển đổi số trên địa bàn, năm nay tỉnh Lào Cai sẽ tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ quan trọng. Trên cơ sở xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số, trong năm 2022, công tác chuyển đổi số của tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số, tạo đồng thuận và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của toàn dân trong quá trình chuyển đổi số. Thể chế và công nghệ là động lực để chuyển đổi số, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phát triển đô thị thông minh phải đảm bảo đồng bộ, tổng thể và có tính kế thừa. Ưu tiên triển khai xây dựng chính quyền số để dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã hội số. Không khí lạnh mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới Lào Cai, gây mưa tại nhiều địa phương. Tại thị xã Sapa, mưa lớn đã làm sạt lở trường học thuộc xã Trung Trải. Cụ thể, khoảng 5 giờ 20 phút ngày 20 tháng 2, trường tiểu học Trung Trải, xã Trung Trải đã bị sạt lở, gây sập một nhà vệ sinh, bục tường lớp học. Rất may, do vụ sạt lở xảy ra vào ngày nghỉ nên không ảnh hưởng về người. Nhận được thông tin, lãnh đạo thị xã Sapa đã đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo biện pháp khắc phục sửa chữa. Hiện tại Lào Cai vẫn có mưa rào trên diện rộng và dông rải rác. Vùng thấp trời chuyển rét đậm rét hại bao phủ trên diện rộng. Do vậy, các địa phương, người dân cần theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống rét cũng như hiện tượng thiên tai cực đoan do mưa rét gây ra. Bệnh viện Sản Nhi vừa phẫu thuật nội soi thành công cho trẻ sơ sinh bị hẹp phì đại môn vị bẩm sinh. Đây là ca bệnh hiếm gặp, 1.000 trẻ thì mới có một trẻ mắc do cơ môn vị dày, cản trở sự lưu thông của thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng, gây tắc nghẽn đường tiêu hóa. Nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, cơ thể bị suy kiệt, bệnh nhi Lù Duy M, 3 tháng tuổi, ở thôn Xín Trải B, xã Tà Ngài Châu, huyện Mường Khương, được hồi sức tích cực để bù nước, điện giải, tăng cường thể trạng. Qua các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhi được chẩn đoán hẹp phì đại môn vị bẩm sinh, có chỉ định làm phẫu thuật để mở cơ môn vị. Sau 5 ngày thực hiện phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi ổn định, ăn uống tốt, khắc phục được tất cả các triệu chứng khi mới nhập viện. Lúc mang thai là bọn em lâu lâu đi siêu một lần, xong mà không phát hiện ra bệnh, xong lúc đẻ xong nó cũng không bị làm sao, nó chỉ cũng bình thường, xong nó đầy tháng, xong nó cứ nôn. Quả tiết là nó cứ nôn nhiều, nó bị mệt mỏi, xong bác sĩ khám xong bảo là chụp xong bảo là có cái u ở dưới cái dạ dày, xong phải phẫu thuật. Bây giờ phẫu thuật xong nó cũng bình thường, bây giờ nó bú nhiều, nó cũng không nôn, mà nó thấy có khỏe mạnh này mình cũng rất là mừng. Trước kia nó ốm yếu mình cũng sợ, cũng buồn. Chúng tôi sử dụng cái kỹ thuật cao là phẫu thuật nội soi, thì đã được phẫu thuật cho cháu mở cơ môn vị, làm thông cái dạ dày xuống ruột non, và sau đấy trẻ tiến triển rất là tốt. Đến nay thì đã ăn được, không nôn,
tiêu được, và nên vết mổ đã khô, để lại những vết sau này sẽ vết mổ rất là nhỏ về đạt tính thẩm mỹ cao, sẽ cho sẽ phát triển bình thường. Thời gian qua, bệnh viện Sản Nhi cũng đã phẫu thuật nhiều ca bệnh khó hiếm gặp ở trẻ sơ sinh như thoát vị hoành, thoát vị bẹn, trẻ có nang ruột đôi, kịp thời cứu chữa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ. Qua đó góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân và hạn chế tình trạng bệnh nhân phải chuyển tuyến, gây quá tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Nghĩa Đô cũng không còn nhận sự hỗ trợ của nhà nước để mua bảo hiểm y tế cho nhân dân. Nhưng với những biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp, Nghĩa Đô vẫn là xã có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao của huyện Bảo Yên. Có một thực tế, khi một số xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới, nhà nước không còn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế giảm. Nhưng với Nghĩa Đô thì ngược lại, bà con nơi đây đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của tấm thẻ này mà tự nguyện tham gia. Ta xuống vùng 1 rồi, bây giờ dân ở đây vẫn là chấp hành muốn mua thẻ bảo hiểm y tế đi, để lúc nào ốm đau bệnh tật đi khám được cái thẻ, được hỗ trợ cho người dân mua cái thuốc. Vùng 3 nó cũng hết rồi, xuống vùng 1 thì bây giờ thẻ bảo hiểm cũng nhà nước không hỗ trợ nữa. Thì nhà cũng tạo mọi điều kiện để đi mua cái thẻ bảo hiểm cho vợ con với lại những người nhà ốm đau thì đi khám nó được cấp thuốc. Nhận thức của người dân xã Nghĩa Đô trong việc tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế đã được nâng lên, cho thấy sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền đổi mới và hiệu quả. Năm 2021, tỷ lệ người dân xã Nghĩa Đô tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 97%. Đơn vị cũng tuyên truyền nên mua bảo hiểm y tế cho từng cá nhân trong gia đình để được hưởng cái quyền lợi đấy. Xong nếu mà ốm đau gì các thứ thì đi viện các thứ thì chi phí nó bớt đi. Để chúng tôi xác định vào cái mục tiêu, ý nghĩa, rồi quyền lợi của người dân, thì từ cái việc đó thì chúng tôi tăng cường tổ chức cái gắn vào cái các hội nghị, tuyên truyền vào các hội nghị, ví dụ như là hội nghị giao ban, hội nghị tên vận, hội nghị tiếp xúc cử tri, thì chúng tôi cũng gắn vào cái việc đó để phân tích cái quyền lợi của người dân và chế độ chính sách của Đảng, nhà nước. Điều kiện kinh tế của nhiều hộ dân trong xã cũng không hẳn đã dư giả. Song khi đã ý thức được hiệu quả của việc tham gia mua bảo hiểm y tế đề phòng lúc không may bệnh tật, thì bà con sẵn sàng tham gia một cách tự giác. Cũng như các địa phương khác trong tỉnh, tại huyện Bắc Hà thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp người dân làm nhà ở trên đất không đúng mục đích sử dụng. Việc xử lý giải quyết các trường hợp này đang được huyện Bắc Hà tích cực triển khai. Qua rà soát, trước ngày 30 tháng 5 năm 2019, toàn huyện Bắc Hà có 1.791 trường hợp là hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở công trình xây dựng khác trên đất nhưng chưa phù hợp với mục đích sử dụng. Trong đó có 784 trường hợp đủ điều kiện phù hợp với quy hoạch làm nhà trước mốc thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2014, trước thời điểm luật đất đai có hiệu lực. Trong năm 2021, huyện đã xử lý được 351 trường hợp. Thường trực huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cũng đã rất là quyết liệt thành lập ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã và thường xuyên có những cái cuộc họp mà để đánh giá, kiểm điểm lại, xem là qua cái việc làm như vậy thì địa phương nào làm tốt, địa phương nào chưa vào cuộc như thế nào đấy để rút kinh nghiệm và kiểm điểm và cùng, tức là đánh giá mô hình, đánh giá địa phương làm tốt để các địa phương khác căn cứ vào đấy để triển khai tại địa phương. Hầu hết các xã đều đã triển khai tốt, đặc biệt là những xã vùng cao như Tả Văn Chư, Hoàng Thu Phố, Bản Phố, Tà Cù Tỉ. Qua cái kinh nghiệm của năm 2021 cũng như để thực hiện cho cái năm 2022 này, thì chúng tôi căn cứ vào những quyết định cũng như kế hoạch của huyện, thì chúng tôi xã cũng xây dựng cái kế hoạch của ban chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo và thành lập tổ công tác tại địa phương đến từng hộ nhà dân để tuyên truyền, thì vận động. Hiện nay thì đối với xã Tả Văn Chư này, cơ bản là xã là một xã 100% đồng bào Mông và xã 135, cho nên là các chế độ chính sách thì được ưu đãi, cho nên là chỉ đạo đối với lại cán bộ công chức địa chính là giúp dân hoàn thiện hồ sơ hoàn toàn.
Tuy nhiên, những xã xung quanh thị trấn lại không đạt được theo chỉ tiêu giao, cụ thể như xã Na Hối, Tà Trải, nhiều địa điểm thuộc quy hoạch dự án đô thị, dự án đất thương mại, dịch vụ. Nếu làm chuyển đổi cho người dân thì sẽ không phù hợp. Khó khăn nữa là hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ không đồng bộ, việc mua bán chuyển nhượng đất nông nghiệp không chấp hành các quy định của pháp luật. Khó khăn nhất là cái sự đồng thuận của người dân, và đặc biệt là về cái tư tưởng của người dân là có làm thì cũng không giải quyết được cái việc gì cả. Tức là người dân không có nhu cầu. Nhưng tuy nhiên thì về mặt quản lý nhà nước thì bắt buộc là phải làm. Năm 2022, Bắc Hà phấn đấu hoàn thành hồ sơ cho những đối tượng đủ điều kiện làm nhà trước ngày 1 tháng 7 năm 2014. Huyện cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét có chính sách đặc thù về quy định lại mức giao đất ở đối với các thôn bản vùng cao, từ đó đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo chỉ đạo của tỉnh. 1,5 tỷ đồng là tổng số tiền tính từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng xử phạt đối với các chủ phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ, thu đục ngân sách nhà nước. Các lỗi vi phạm chủ yếu là vượt quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, xe quá khổ quá tải. Theo đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 340 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 180 phương tiện, tước giấy phép lái xe 109 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành luật giao thông đường bộ, tăng cường các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhằm hạn chế và kiểm soát tai nạn giao thông gắn với phòng chống COVID-19. Nam Bông là vùng trồng lê trọng điểm của huyện Bát Sát với chất lượng quả thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Để có được những mùa quả ngọt, người dân nơi đây đang tích cực chăm sóc cũng như mở rộng diện tích, với mong muốn gia tăng thu nhập và xây dựng thương hiệu lê Nậm Pung. Đây là vườn lê 6 năm tuổi của gia đình anh Tần Láo San. Thời điểm này, gia đình anh đổi công cùng bà con trong thôn để kịp chăm bón phân, cắt tỉa và vin cành trước thời điểm lê nở hoa. Năm nay, cả năm nay trồng thì là nhà có hơn 2 hát một tí. Ở lê này so với lại các cái cây trồng khác như ngô và sắn thì cây lê là cho thu hoạch cao hơn. Ở trong thời điểm này là chủ yếu là tạo tán cho lê và bón phân. Những năm gần đây, cấp ủy đảng chính quyền xã Nậm Pung tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, nhiều mô hình trồng lê đã được xây dựng, nhân rộng ở nhiều thôn như Kim Chu Phìn, Xín Trải, Nậm Pung, Tà Lé. Thấy được hiệu quả từ các mô hình trồng lê lại được vận động, gia đình anh Tần Phù Báo cũng học tập và làm theo. Ban đầu anh trồng 200 cây, và dần dần mở rộng diện tích trong thời gian tới. Chỉ có tháng nào phải chăm sóc các bón phân các thứ cái gì tham khảo anh em mới biết được chăm sóc cây lê tầm 200 gốc đổ xuống thì anh cũng chăm sóc như anh em vườn muốn phải hoang hoại mới biết được. Hiện nay xã Nậm Pung đã có hơn 100 hecta lê, trong đó khoảng 30 hecta cho thu quả. Tổng sản lượng lê của xã Nậm Pung năm 2021 là 35 tấn, doanh thu khoảng gần 2 tỷ đồng. Dù có ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng giá bán tại vườn vẫn đạt từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một cân. Thời gian tới thì xã cũng đã lên chương trình kế hoạch và có quy hoạch vùng sẽ là trồng theo hướng là sẽ tập trung. Cây lê này là một cái cây mà cũng mới, với lại thấy rằng đem lại giá trị kinh tế cao. Trong 2-3 năm gần đây thì gia đình anh ấy là đang có một cái thu nhập là khá đối với cây lê này, nó mang lại cái phát triển kinh tế cho gia đình anh ấy. Cho nên là chúng tôi đánh giá là cây này có thể là xác định là cây chủ lực để phát triển kinh tế cho địa phương. Do điều kiện khí hậu thuận lợi nên bước vào đầu xuân, lê nhiều nụ, chuẩn bị ra hoa kết trái. Để có một mùa bội thu, bà con đang tích cực ứng dụng kỹ thuật mới vào chăm sóc lê để có quả to, đẹp, chất lượng, phấn đấu đưa quả ngọt này thành sản phẩm OCOP của địa phương. Đây là một trong những hướng đi hiệu quả nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo ở xã Nậm Pung. Lạng Sơn thu giữ 800 hộp thuốc chữa COVID-19 không rõ nguồn gốc. Ấn Độ phát triển nông nghiệp nhờ máy bay không người lái.
Thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong vòng 6 tuần đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra 28 cuộc ngừng việc tập thể tại 12 tỉnh, thành phố. Theo các chuyên gia, nếu để tình trạng ngừng việc tập thể lan rộng sẽ gây ra thiệt hại, hệ lụy tiêu cực đối với doanh nghiệp, người lao động và nền kinh tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản gửi các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố yêu cầu cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn tới người lao động, người sử dụng lao động về việc đồng hành, chia sẻ khó khăn, lấy quan tâm, chăm lo việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, làm động lực ổn định doanh nghiệp và ngược lại. Phát triển doanh nghiệp là cơ sở để tạo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống của người lao động. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ hai vụ vận chuyển 800 hộp thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thuốc này gần đây trên mạng xã hội được giao bán nhiều với quảng cáo phòng và chữa bệnh COVID-19, thuốc dạng viên hình con nhộng, loại 2 vỉ một hộp, 12 viên một vỉ. Trên bao bì có chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Các đối tượng khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ Trung Quốc để bán kiếm lời. Vụ việc đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế Đức kêu gọi lãnh đạo 16 bang của nước này thực hiện đúng lộ trình từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19 thay vì đốt cháy giai đoạn mà dỡ bỏ quá nhanh. Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach đã kêu gọi chính quyền các bang không nên vượt ra ngoài lộ trình nới lỏng các quy định phòng dịch như đã nhất trí, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thực hiện nới lỏng từng bước là hết sức cần thiết. Theo ông, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nhanh hơn để đạt được mục tiêu chính trị là sai lầm. Mặc dù đỉnh của làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra ở Đức đã qua, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại hoàn toàn có khả năng xảy ra và khi đó sẽ rất khó kiểm soát. Ấn Độ cho biết nước này đã triển khai 100 máy bay không người lái sử dụng trong nông nghiệp. Nhiệm vụ của các máy bay này là phun thuốc trừ sâu và cung cấp các vật liệu canh tác khác trên khắp cả nước. Trên mạng xã hội, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh chiến lược này là một sáng kiến rất mới lạ và thú vị dành cho người nông dân, đồng thời mở ra một chương mới trong định hướng phát triển hệ thống canh tác hiện đại của thế kỷ 21. Ông nêu rõ công nghệ mới sẽ hỗ trợ người nông dân, đồng thời giúp ngành nông nghiệp thu được nhiều lợi nhuận hơn. Thủ tướng Modi cho biết, hãng sản xuất máy bay không người lái hiện đã đặt mục tiêu sản xuất 100.000 máy bay loại này trong 2 năm tới. Ông khẳng định tiềm năng lớn của ngành thiết bị bay không người lái có tới 200 công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực này. Triển lãm hàng không Singapore năm 2022, Singapore Air Show 2022, vừa qua đã cho thấy nỗ lực của các cá nhân và doanh nghiệp tham gia hướng tới sự phục hồi và phát triển bền vững của ngành hàng không thế giới. Singapore Air Show 2022 được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trung tâm triển lãm Changi, với sự tham gia của hơn 13.000 khách thương mại và gần 600 công ty từ hơn 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra nhiều phiên thảo luận về những cơ hội và thách thức trong lĩnh vực phát triển bền vững ngành hàng không, trong đó bao gồm vai trò của các cơ quan quản lý đổi mới công nghệ động cơ, nhiên liệu hàng không bền vững và bảo trì sửa chữa và đại tu. So với các địa danh du lịch, những khu vườn ấn tượng trên thế giới cũng không kém phần hấp dẫn và luôn là điểm đến thú vị thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Và trong ít phút còn lại của chương trình thời sự ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những công trình xanh tuyệt đẹp này. Tại đây chương trình thời sự cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.